Xin chào tất cả các bạn nha. Mình mới vừa đi làm về các bạn. Về đi nhỏ. Để xuống bữa nay nhận thử thách tiếp các bạn. Bữa nay thi món gì? Rồi, hôm nay là thử thách là ăn oxy nha. Trai thì 3 bịch, gái thì 2 bịch. Ai ăn nhanh nhất lấy 3 người nhanh nhất mỗi người được tiền nha. Còn 3 người mà ăn thua là không được tiền. Chú Hồ bắt đầu là ăn đi chưa? Ăn cấm đổ. Rồi. Cấm đổ tôi muốn tôi chết tẹt luôn bây giờ. 1 2 3 bắt đầu. Cô đang ăn hết mấy một bịch hả? À. Thanh niên có trằn ăn hết đầu tiên. Cô kia vô đứng đàng hoàng cô. Thanh niên ở trang ăn hết rồi ra ngoài. Ra ngoài đứng chờ cho mấy bạn để mấy bạn ăn. Hết cha đi nước không rồi. Đụng ghê máy.
còn muối nè. Bề xong cũng còn muối. Muối còn nữa. Đấy còn. Đây còn muối nữa. Cay không? Ủa xì đây đâu cay đâu đúng không? Cay. 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 Thanh niên áo đen hay thanh niên áo vàng? Lâu quá mày. Thanh niên mà. Con rồi, không rồi. À, bịch thứ ba rồi hả? Thứ ba rồi. Rồi thanh niên áo vàng xong, là người thứ hai. Rồi còn một người cuối cùng nữa. Chẳng hết rồi hả? Được coi, đi xem vệ sinh thứ coi. Ghê vãi. Ăn đi nhanh đi, gần hết rồi đó. Trời ơi, lý không? Hết chưa? Rồi xong. Rồi kết quả cuối cùng, thanh niên áo vàng, thanh niên áo trắng với bé áo trắng vàng. Ba người ăn nhanh đầu tiên. Rồi đến giờ đến phần trao giải nha. Vô gặp ban tổ chức nhận nha. Rồi, chào khán giả nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hello.